Gia Bảo lên tiếng về tin đồn bị Minh Dự chơi xấu. Trước một số tin đồn liên quan đến mình thời gian qua, diễn viên Gia Bảo vừa lên tiếng làm rõ. Gia Bảo phủ nhận chuyện không trả các xe cho Minh Dự khi đi diễn chung. Trong bài viết được đăng tải trên trang cá nhân, Gia Bảo khẳng định không có chuyện anh rời vị trí huấn luyện viên Cười Xuyên Việt vì bị Minh Dự tác động. Nam diễn viên nói thời điểm đó đàn em còn trẻ, tên tuổi cũng không lớn nên tin đồn này là không đúng. Gia Bảo giải thích thêm, để chương trình Cười Xuyên Việt năm đó đúng là tôi là huấn luyện viên, nhưng luật chơi của năm đó là mỗi huấn luyện viên sẽ xoay tua mỗi thí sinh một lần và không lặp lại thí sinh đó trong suốt quá trình thi. Năm đó tôi đã làm việc và dựng bài trực tiếp cho các bạn như Hồng Thanh, Võ Tấn Phát, Minh Dự, Duy Long. Cũng theo lời Gia Bảo, sau 4 số ghi hình, vì đụng lịch thi sau nối ngôi nên anh đã thống nhất với nhà sản xuất Cười Xuyên Việt để tạm ngưng vai trò huấn luyện viên cho đến khi thi xong. Liên quan đến tin nhắn Minh Dự nói đi diễn với Gia Bảo có những show tiền thấp, cháu nội nghệ sĩ Bảo Quốc giải thích show diễn tấu hài nên có nhiều giá theo tính chất khác nhau. Gia Bảo cho biết thêm có những show diễn lương bồi dưỡng là đổ xăng, hay những chương trình thiện nguyện không có thù lao nên nghệ sĩ nào sắp xếp được thì biểu diễn thôi. Hiện tại, ồn ào của diễn viên Minh Dự được dân mạng quan tâm anh đính chính, cho nên không có chuyện vì tôi không trả lương hoặc trả thấp nên Minh Dự từ chối không diễn. Thường đi diễn hài là bạn diễn nhóm nào thì chỉ diễn một nhóm đó, khi rời nhóm mới diễn nhóm khác nên lúc đó tôi có khuyên Minh Dự nên diễn cho tôi hoặc LGBL, Lê Dương Bảo Lâm, thôi, chứ diễn hai bên luôn thì không hay cho cả hai bên. Còn quyết định diễn với ai là do Minh Dự. Chứ tôi không ép Minh Dự phải nghỉ diễn với Lâm. Thời điểm đó Lâm rất hot, giá rất cao nên tôi không có quyền ngăn cản ai. Về những tin nhắn đàn em nói về mình, Gia Bảo quan niệm câu chuyện đã xảy ra cách đây vài năm. Anh cho rằng có thể thời điểm đó Minh Dự còn trẻ, nghĩ sao nói vậy. Nhưng qua nhiều năm có lẽ hiểu nhau hơn nên sau này khán giả có thể thấy Minh Dự diễn cùng tôi nhiều hơn, anh bày tỏ. Cuối bài viết, cháu nội nghệ sĩ Bảo Quốc thẳng thắn bày tỏ, địa tính của tôi đã từng giúp ai cũng không nhớ nhiều và cũng không để tâm những gì ai nói về mình. Không riêng gì Minh Dự mà nếu là một diễn viên trẻ nào khác tôi cũng sẽ nhẹ nhàng quên hết những chuyện không hay đã qua, để chúng ta cùng hợp tác những tác phẩm phục vụ khán giả. Vì nghề diễn là phải phối hợp để cùng thăng hoa và thành công. Trao đổi với chúng tôi, Gia Bảo nói bài viết là quan điểm của anh về vụ việc.